Rồi, xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục tối hôm nay là em xin giới thiệu anh em và các bác về chi tiết về cụ thể đôi loa tai nôi D300 màu gold. Đây, mình gọi chung cái màu này là màu gold của tai nôi. Một đôi loa rất đẹp anh em nhé, chất rất là hay. Thì em vừa tranh thủ để làm gần nhà em có đám nên hơi ồn ào, đám tang anh em nhé. Tiếng nó không được tới nằm, mới im lặng em tranh thủ làm là nó lên rồi. Em quay cụ thể chi tiết cho anh em nha. Mời cần lại nha. Sản phẩm mới cho anh em nha. Lọc xì Clarkman G11 nha. Hộp gỗ bóng nha. Đây. Với cặp loa tai nôi này thì nó có chiều cao là khoảng 80 cm nè, 80 cm. Size thì nó hơn gấp đôi, cái chiều cao nó hơn gấp đôi D100. D100 thì nó khoảng tới đây thôi. Đó. Và chính vì cái nó sở hữu một cái thân thùng cao đến như vậy thì nó sẽ cho một cái tiếng bass sâu đầy hơn là D100 rất nhiều anh em nhé. Cái phân tầng của nó và cái cách nó tạo ra cộng hưởng thùng đó. Tiếng bass rất hay, lo còn rất đẹp anh em nhé, tuyệt đẹp luôn, zin hết nha. Ngồi cụ thể phía sau cho anh em nhé. Hai cầu BY này, rồi American Cherry này, Made in the UK anh em nhé. Đó, nó rất đẹp liền lạc anh em. Đây là cái sớ của gỗ ha, gỗ hơi phía sau. Đây, cái bên đây cũng tuyệt đẹp luôn, không có sức mẻ bể nở tí tẹo nào anh em nhé. Rồi. Đó anh em nha. Rồi. Anh em để ý ha, cái sớ gỗ nè, hai cái gần như giống nhau à, nó lợi chút xíu thôi nè. Đó. Để mà quay lại ha, tranh thủ nó bên kia nó hết đờn tăng tăng rồi em sẽ lên nhạc cho anh em nghe. Đó. Thì trước khi đến quay test âm thì em quay chi tiết hơn về con lọc xì Clarkman G11 anh em nhé. Đây. Mỗi một vé là 10 cần, rất là đơn giản thôi. Mà tiếng rất là hay, mềm ngọt, chép tơi sáng nhá. Rồi, giá của em nó là 11.500.000 anh em nhé. 11.500.000 cho một con lọc xì Clarkman nha. Đấy. Anh em nào chơi CD 700 CD 700S hoặc D đại D7 ha. Đó. Rồi những con âm ly của Clarkman mà mấy con 507 55S rồi, bỏ lên cùng màu rất đẹp nha. Con này không có bàn nè, giúp em bán rất nhiều. Rồi và em cũng xin báo giá lại cho đôi giá về đôi loa tai nôi D300. Thì đôi này đang có giá là 26 triệu bao ship toàn quốc anh em nhé. 26 triệu. Đó. Ồn quá nè. Bên ngoài nó đang này mà lớn tí xíu nha. Đôi vần thơ ngưng trong sinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời trói trang, cho nắng tắt cho trăng rầm lên, cho vừa đôi chân em đến. Này em ngoan ơi nói câu tình. Em
mọi nhỏ hết mức á. Anh em nghe ngoài tao âm rất nhiều nha. Rồi em mở lại ha. Chúng ta nghe một đoạn thôi em nhé, hơi ồn cho nên em không có test được sâu xa. Và khi người nghệ sĩ cất tiếng hát dấu che niềm đắng cay trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đây. Em từ đầu đêm mang tiếng hát xa xăm bên cây đàn. Tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình ca. Bài tình ca dòng sông nước trong xanh, bài tình ca của em là thôi đi trên đất khách xa xôi. Một chiều nào ngồi đây nhớ nhung quê nhà khóc thầm, nhớ cơn mưa chiều dì dào qua sông. Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát hát lên từ trái tim, mà cả dòng sông bỗng phút chốc sẽ quay về nguồn. Em ngàn vì sao soi lấp lánh nơi khung trời yêu thương. Riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp thăng hương. Tiếng hát dấu che niềm đắng cay trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đây. Em từ đầu đến mang tiếng hát xa xăm bên cây đàn. Tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình ca. Bài tình ca của em là dòng sông nước trong xanh, bài tình ca của em lạc loài đi trên đất khách xa xôi. Một chiều nào ngồi đây nhớ nhung quê nhà khóc thầm, nhớ con mưa chiều dì dào qua sông. Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát hát lên từ trái tim. Rồi và để nhận xét về nó thì hôm nay nó hơi ồn cho nên em không nhận xét và em sẽ so sánh cho anh em nghe. Thì anh em đã từng nghe D100 thì nó sẽ cho một cái tiếng trung tiếng trép rất hay, thì ở đây D300 nó sẽ cải tiến hơn, nó cho một cái tiếng bass rất là sâu, rất là đầy anh em nhé, để anh em mình dễ điều chỉnh cái cách chơi của mình và chọn cho mình một cái đôi loa vừa với tao đôi tay nghe mình nghe nhé. Và em xin nhắc lại một lần nữa thì giá của đôi loa D300 Gold có giá là 26 triệu ha, giá là bao ship toàn quốc anh em nhé. Nếu anh em chịu khoản đủ, anh em nào ship cọt lưu ý chuyển trước giúp em 20% và em không bao ship cho ship cọt ạ. Xin cảm ơn rất nhiều.